Chào các bạn ạ. Để ngày nay mình chia sẻ với các bạn một bài khá là hay các bạn. Bài này có cái tiêu đề là đất nền giảm giá có kích thích nhà đầu tư xuống tiền tại thời điểm này hay là không? Như các bạn biết là hiện bây giờ đất nền cũng giảm đã tương đối rồi. Có nơi là 25, 30, có nơi là thậm chí là 50%. Nhưng liệu rằng với một cái mức giá giảm tương đối sao như vậy có đủ kích thích nhà đầu tư xuống tiền hay là không? Mình nghĩ rằng đây là một trong những các câu trả lời mà các nhà đầu tư vẫn đang rất là phân vân, đặc biệt là những người đang nắm tiền. Họ đang đứng giữa một rừng câu hỏi các bạn, một rừng những cái thông tin cũng không biết được. Họ ngại rằng bây giờ mua lỡ thị trường sập nữa tính ra đó, mà không mua thì thấy cũng ổn ổn tiếc tiếc, là vì thấy giá cũng giảm, thấy cũng ngon. Để chia sẻ thêm với các bạn một vài thông tin như thế này. Ở nhiều khu vực giá đất đã giảm khá sâu, song người mua cho rằng mức giá mảnh đất phải có thêm các tiêu chí như là vị trí tốt, pháp lý chắc chắn thì mới xuống tiền. Có nghĩa là cái giá cũng là một phần thôi, điều quan trọng nhất là các tiêu chí khác nữa. Cái thời kỳ mà sốt nóng thì anh mua bất chấp và anh nào cũng mua tắt cái trơn á. Nhưng mà thời điểm bây giờ là người ta đắn đo rất là nhiều. Cái giá là một trong những tiêu chí, nhưng mà quan trọng nhất là vị trí và pháp lý nữa. Đó. Còn nhiều yếu tố khác nữa các bạn. Đó là tâm lý thị trường nữa. Tại vì thấy ai cũng không đi mua mà tự nhiên mình ôm tiền mình mua thì cũng lo lắng nhé. Đó. Nhưng có một cái thời điểm nào đó, Thái và con đi mua mà mình cầm tiền ở nhà thì mình cũng không có yên. Thì là rút tiền ra mua, kiểu như vậy đó. Đi đầu tư này nó có một cái tâm lý gọi là tâm lý bày đàn các bạn không? Cảm xúc rất là nhiều. Để chia sẻ thêm với các bạn một số thông tin như thế này. Bước sang quý 2 2023, thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn. Các tác động như là lãi suất neo cao, dòng tiền vào bất động sản vẫn mất hút, khiến nhiều nhà đầu tư không thể gồng gánh nợ và lãi, buộc phải rao bán cắt lỗ. Có nhiều nơi là đã cắt lỗ đến 20-30%, thậm chí là tới 50% so với giá đầu năm 2022 để thoát hàng. Chị Linh, một nhà đầu tư tay ngang ở Hà Nội cho biết tháng 4 năm 2022, gia đình chị có mua một lô đất giá 3,5 tỷ đồng ở Đông Anh, Hà Nội. Trong đó có 2 tỷ đồng là phải đi vay. Khi đó chúng tôi tính toán chỉ trong vài tháng là sẽ có lãi, bởi khu vực này có nhiều thông tin quy hoạch tốt, hơn nữa sẽ sớm được lên quận. Tuy nhiên sức nóng của thị trường bất động sản nhanh chóng giảm nhiệt, đến nay gia đình tôi vẫn phải đang trả lãi theo cái dạng là thả nổi. Chị không nổi cho nên là cũng phải quyết định bán để trả bớt ngân hàng. Mặc dù suốt 2 tháng nay rau bán cắt lỗ với giá là 2,3 tỷ đồng, tương đương giảm hơn 30% so với cách đây 1 năm, song mảnh đất của chị vẫn chưa có người mua được. Thực tế theo ghi nhận, nhiều khu vực hiện nay giá bất động sản đã giảm khá nhiều, đặc biệt là phân khúc đất này. Cụ thể như tại các huyện vùng ven Hà Nội như là Quốc Oai, Thạch Thất, Đông Anh, Thanh Oai, giá đất này đã giảm phổ biến khoảng 20-30% so với đầu năm 2022. Tại huyện Đông Anh, các điểm từng diễn biến nóng như là Vĩnh Ngọc, Hải Bối, Xuân Canh, Uy Nỗ xuất hiện mức giảm giá từ 25-35%. Giá đất nền trong ngõ ô tô có thể di chuyển được, hiện đang dao động ở mức 30-35 triệu đồng một mét vuông. Trước đây rao với giá 55-60 triệu đồng một mét vuông. Giảm rất là sao đó các bạn. Đáng chú ý đầu năm ngoái, đất nền phân lô tại huyện Thạch Thất được giao dịch với giá từ 18-20 triệu đồng một mét vuông. Đường ô tô là từ 25-30 triệu đồng một mét vuông. Thì đến nay nhìn chung đã giảm từ 30-35%. Thậm chí một số lô đất này nằm ở sau trong ngõ. Chủ rao bán giảm tới 50%. Tại Bắc Giang, các huyện Yên Dũng, Việt Yên và Vang, thành phố Bắc Giang, hầu hết các lô đất này cũng giảm từ 20-30% so với đầu năm 2022. Giảm hết. Anh Nguyễn Văn Hải, nhà đầu tư bất động sản có hơn 10 năm kinh nghiệm tại Hà Nội cho rằng
Hiện nay nhiều lô đất đã giảm về mức giá trước thời điểm năm 2020. Thời gian này tôi vẫn tiếp tục đi xem đất để mua vào. Thị trường xuất hiện nhiều lô đất vùng ven giảm tới 40-50% so với thời kỳ đỉnh điểm. Tuy nhiên không phải mảnh đất nào giảm giá tôi cũng xuống tiền. Bởi ngoài mức giá thì phải có thêm các tiêu chí như là vị trí tốt, tính pháp lý chắc chắn thì tôi mới xuống tiền. Còn đối với những mảnh đất vị trí xấu, pháp lý chưa rõ ràng thì dù có giảm sao tôi vẫn không mua. Đó, khi thị trường trầm lắng, những người có tiền thì họ chọn rất là kỹ. Không phải như ngày trước là đất sáo rất đẹp, thậm chí là sổ tay đất khai hoang phở hóa của người dân là mua tắt hay. Anh Hải cho biết thị trường bất động sản diễn biến trầm lắng, mục tiêu đầu tư chuyển sang trung và dài hạn thay vì lướt sóng như trước kia. Do đó, tiêu chí về vị trí và pháp lý rất quan trọng để có thể nắm giữ lâu dài. Ông Trần Khánh Quang, tổng giám đốc công ty đầu tư bất động sản Việt An Hòa cho biết cơ hội mua được hàng tốt sẽ nhiều hơn trong năm 2023 khi áp lực gia tăng, cuộc đua xả hàng mạnh dần. Mức giảm có thể đạt đến 50% đối với những chủ tài sản bán tháo do khó khăn về tài chính. Trong thời điểm hiện tại, nếu xuống tiền, nhà đầu tư cần cân nhắc ba yếu tố. Thứ nhất là đầu tư các loại bất động sản có pháp lý hoàn chỉnh, tính thanh khoản cao, vị trí gần trung tâm hoặc là kết nối thông thoáng về khu trung tâm. Thứ hai là chọn sản phẩm mà mình có kinh nghiệm đầu tư để dễ dàng mặc cả, mua vào giá tốt. Thứ ba là phải sang các sản phẩm của dự án có chính sách giảm giá nhiều bằng chiết khấu cao. Đó. Nói tóm là nhà đầu tư hiện bây giờ đang rất là cẩn thận. Đó thì qua cái bài này mình có một vài ý mình chia sẻ thêm với các bạn á. Thị trường xuống sao chưa có điểm dừng làm tâm lý người mua thêm dè dặt. Đây cũng là một điều rất là dễ hiểu trong bối cảnh thị trường vẫn còn mờ mịt. Mặc dù nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, nó không như thị trường chứng khoán mà có những chính sách hỗ trợ là nó sẽ phản ứng tốt ngay. Còn riêng với thị trường bất động sản thì dường như nhà đầu tư vẫn biệt tâm, không thấy đâu hết. Các hoạt động bán hàng của các công ty bất động sản vẫn khó khăn, bằng chứng là doanh thu và lợi nhuận quý 1 2023 vừa qua giảm sút khá là mạnh. Nhiều công ty sa thải đến hơn 50% nhân sự. Các văn phòng môi giới tại các khu đô thị vẫn đóng cửa, hoặc có đi chăng nữa hoạt động ở mức gọi là cầm chừng. Số lượng giao dịch tất cả các phân khúc đều giảm sút. Theo thống kê của trang bất động sản.com thì mức độ quan tâm bất động sản đều có sự giảm sút trên cả nước. Thời gian gần đây, một số người quan tâm có hỏi thăm nhưng mà chủ yếu dừng lại ở việc là tham khảo thôi, gọi là nghe ngóng tình hình. Chứ họ cũng chưa quyết tâm quay trở lại thị trường. Thì tất cả những số liệu đó chúng ta xem như là dữ liệu đã trở thành quá khứ rồi. Có chuyện chúng ta quan tâm là điều gì sẽ xảy ra trong những tháng tiếp theo. Liệu rằng thị trường có sụp hay là không? Có còn sáo hơn nữa hay là không? Giá có còn giảm hơn nữa hay là không? Đó. Chứ còn những dữ liệu kia là coi như chúng ta so far đó. Thứ nhất là về thị trường có sụp hay là không? Mình nghĩ có việc này nó cũng khó xảy ra, trừ khi thế giới có một cái biến cố nào đó gọi là thật mạnh, nó ảnh hưởng đến toàn thế giới thì Việt Nam của chúng ta vẫn không thể đứng ngoài cuộc được. Lúc đó thì tất cả các ngành đều bị ảnh hưởng chứ không riêng gì lĩnh vực bất động sản. Câu hỏi thứ hai là thị trường có xấu hơn hay là không? Mình nghĩ là có thể là xấu hơn nhưng mà không đến nỗi là quá xấu. Tại vì trước đây các chính sách của chúng ta là siết chặt kiểm soát thì nay lại có hướng mở dần. Có hướng mở dần thì không thể gọi là thị trường nó xấu hơn được. Cái thứ ba nữa là giá có giảm thêm nữa hay là không? Mình nghĩ xác suất là có. Vì vừa qua giá đã giảm 20-30% nhưng mà nó chưa đạt đến cái điểm để kích dòng tiền quay trở lại thị trường. Nhiều nhà đầu tư họ lập luận rằng giá trước đây đã tăng 2-3 lần rồi mà bây giờ giảm chừng đó là chưa ăn thua đó, hay là giá thị trường thứ cấp nhà đầu tư họ đã chấp nhận người ta cắt lỗ nhưng mà giá chủ đầu tư bán ra vẫn còn cao.
Hàm ý là khi nào chủ đầu tư chưa chịu cắt lỗ sao thì xem như thị trường chưa tạo đáy. Chứ còn thị trường thứ cấp là cơ bản là các nhà đầu tư họ cắt lỗ đó. Chứ bây giờ nhiều chủ đầu tư họ chấp nhận người ta dừng bán, chứ họ không chịu bán cái giá thấp đó. Chưa chịu bán giá thấp có nghĩa là thị trường nó vẫn còn neo cao, mà còn neo cao thì tiền nó chưa quay trở lại đó. Như vậy đất này giảm giá có kích thích nhà đầu tư xuống tiền hay là không? Việc nhà đầu tư có xuống tiền hay là không, chúng ta còn phải xem xét bối cảnh hiện nay. Ví dụ như là lãi suất của chúng ta vẫn còn cao nên nhà đầu tư chưa mặn mà vay trở lại. Đều vừa rồi có hạ đã chăng nữa nhưng mà đi vay vẫn trên 10%. Trên 10% là một cái mức lãi suất còn rất là cao. Hay là cái giá chưa về cái vùng hấp dẫn để nhà đầu tư sẵn sàng xuống tiền. Hoặc là nhà đầu tư người dân vẫn còn đang kẹt vốn ở bất động sản, ở chứng khoán, ở trái phiếu. Nên nhìn chung phần đa tâm lý của nhà đầu tư hay là người dân còn đang ở mức gọi là thăm dò nghe ngóng là chủ yếu. Thêm câu chuyện chia sẻ với các bạn nữa là tổng tiền xã hội của chúng ta là vẫn còn đó. Bao nhiêu triệu tỷ thì nó vẫn còn đó. Nó không nằm ở chỗ này thì nó nằm ở chỗ khác thôi. Nó không nằm ở người này thì nó nằm trong túi của người khác. Điều quan trọng ở đây là nó không chạy được, nó không quay được. Ví dụ như là tôi nợ anh, xét về tiền, về tài sản thì tôi vẫn có, nhưng mà vì người khác nợ tôi mà họ chưa trả nợ tôi, cho nên là tôi vẫn chưa có tiền trả nợ anh. Đó, có chuyện là nó lằng quằng vậy đó. Chứ còn về cơ bản thì tôi đâu có thiếu tiền đâu, đất cát tôi vẫn có đó chứ, nhưng mà bây giờ khổ nợ bán không được đó. Câu chuyện xã hội của chúng ta nó đang là như vậy đó các bạn. Chỉ cần khơi thông dòng tiền chạy từ tổ chức này sang tổ chức khác, người này sang người khác, tất cả các tài sản đều chuyển thành tiền mặt được thì tiền nó sẽ chạy, tiền sẽ quay. Lúc này ai cũng có tiền, ai cũng có khả năng trả nợ được hết. Khi tiền nó đã chạy thì lúc đó chúng ta mới nói chuyện đầu tư trở lại bất động sản. Rồi, ngày nay mình có một cái bài ngắn nhỏ chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye, chào các bạn.